Thưa ủy quyền của Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga, Bộ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Trần Tuấn Anh và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Konstantin Vasilievich Mukov đã ký nghị định thư sửa đổi nghị định thư về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam. Tại lễ ký kết, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết, tuy nghị định thư hợp tác về ô tô có hiệu lực từ ngày 5 tháng 10 năm 2016, nhưng do đây là lĩnh vực hợp tác mới, cơ chế chính sách quản lý lĩnh vực công nghiệp ô tô của Việt Nam cũng đang trong quá trình hoàn thiện. Do vậy cho đến nay các doanh nghiệp vẫn chưa tận dụng được ưu đãi của nghị định thư. Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước hợp tác sản xuất xe tải, xe buýt tại Việt Nam, sử dụng công nghệ và trình độ chuyên môn kỹ thuật của các nhà sản xuất có kinh nghiệm lâu năm của Nga như Kamaz, UAT và GAZ, Chính phủ hai nước đã thống nhất đồng ý lùi thời gian sử dụng hạn ngạch thuế quan để miễn thuế nhập khẩu các phương tiện vận tải nguyên chiếc và bộ linh kiện bắt đầu từ đầu năm 2018. Sự kiện ký kết nghị định thư sửa đổi nghị định thư hợp tác về ô tô có ý nghĩa quan trọng, thể hiện tinh thần hợp tác hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau vốn có giữa hai bên, tạo thuận lợi cho các nhà sản xuất ô tô của Liên bang Nga có thời gian tìm hiểu và thâm nhập thị trường Việt Nam, cũng như tạo các cơ hội lựa chọn đa dạng cho người tiêu dùng Việt Nam.